cho xin tí nhạc đây. Xin chào xe máy Trương Mỹ, xin chào toàn thể anh em nhé. Thì bây giờ hiện tại bây giờ đó là 2:30 trưa. Thì có hai bạn khách đi từ Hưng Yên lên. Đây, xe 50cc nha anh em. 89A06915. Thì hai bạn ấy có mua một cây bô Tân Hòa bên mình. Đây, hai bạn ấy có mua một cây bô Tân Hòa bên mình. Cái cây này là móc căng hay móc nhẹ em nhỉ? Cây này là móc căng đúng không? Đấy, hai bạn ấy đang đi bô nổ. Các bạn đang đi bô nổ xong thì các bạn ấy có đặt mua một cây bô Tân Hòa bên mình, nhưng mà sau khi mua cây bô ấy về thì ra thợ thì thợ bảo là cây bô này không lắp được cho xe gym mà chỉ lắp được cho xe quay thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ quay cái clip mà trước khi mà bên mình chưa lắp lên cái xe con xe này, thì mình sẽ quay lại video và tí nữa khi mà lắp xong mình sẽ quay lại video để cho anh em xem là tại sao mà lại cây bô đấy mà thợ lại bảo là không lắp được anh em nhá. Thì anh em cùng chờ đợi trong ít phút. Khoảng 30 phút bên mình làm lắp lên xe và tạo âm thanh tiếng, thì bây giờ các bạn có thể thấy rằng là cái bô Tân Hòa này của mình đã lắp được lên cho con xe D-Tech 50cc của Jim nha anh em nhá. Đấy, thì thực ra thì không có gì khó khi mà lắp một cây bô Tân Hòa lên cho một con Jim 50cc như này. Thì các bạn ý là khi bình thường một cái chiếc bô như bô của mình lúc nãy là nó có sẽ có cái tai nằm ở đây, thì bên mình cắt một nửa tai đi bỏ đi và một còn một cái phần ít tai còn lại thì bên mình hàn vào chế nó như không hàn một tí nào, mà có nghĩa là cái tai đấy là bên mình chỉ cắt một nửa đi, còn một nửa mình để lại và mình cắt bô vào đây, được chưa anh em? Và nó sẽ thành ra như thế này, bô rất chắc chắn và rất đẹp luôn anh em nhá. Đây, không cần phải chế chám một cái gì cả đấy. Thì hai em mua bô của nhà mình, sau đó thì là hai em qua quán sửa xe. Quán đấy là quán sửa xe quán gì ạ? Quán sửa xe đấy chứ. Qua quán sửa xe và quán sửa xe bảo là cây bô này không lắp được lên cho xe gym và chỉ lắp được cho xe quay thôi. Thì hai em ấy đã phải mất công đi buổi trưa lên tận đây. Đấy, ở Hưng Yên lên tận đây. Hưng Yên lên đây là khoảng bao nhiêu cây em nhỉ? 50 cây à? Đấy, đi hơn 50 cây để lên shop mình giữa trưa nắng, hơn 2:30 rồi. Các bạn lên đây, đấy. Lúc trước khi mà các bạn chưa lên cây bô này thì các bạn lên cây bô AHM. Đấy, bô nổ, và bây giờ lên cây bô móc của bên mình, móc căng nhé các bạn nhé. Bây giờ thì nhân thể quay cái video này thì cho anh em nghe thử cái tiếng của nó luôn, được chưa em ơi? Cho xin tí nhạc này. Và chia sẻ với anh em, đây mới chỉ là xe 50cc nhá, cho nên là cái máy nó kém và lực đẩy của nó sẽ không được căng. Nhưng nếu chúng ta đi xe 100 hoặc đi xe 110 thì lực đẩy nó còn khủng khiếp hơn này rất là nhiều. Đấy, đây ở đây thì toàn bộ bên mình chế cháo thì không có chạm bất cứ một ốc vào một cái gì vào vô các bạn nhá. Đấy, lên hết căng luôn, được chưa? Thì ngày hôm nay mình quay cái video này để chia sẻ với tất cả anh em, bởi vì có rất là nhiều anh em hỏi mình là bô thì Tân Hòa thì lên được cho xe gì, lên được tất cả các dòng xe phổ thông. Và đặc biệt cái video này thì muốn là quay lên để gửi lại cho cái bạn thợ ở dưới Hưng Yên mà bảo là cái bô này không thể lên được cho xe gym nhá các bạn nhá. Thì bạn nên suy nghĩ lại về cái nghề của mình đang làm như thế nào. Ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này. Xin chào anh em nhá.